Nội hiện đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng đầu tiên. Trường hợp này là nhân viên phục vụ trong khách sạn có 13 ca nhiễm Omicron nhập cảnh đang cách ly. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, việc Hà Nội ghi nhận ca Omicron cộng đồng là kịch bản đã được đoán trước. Theo chuyên gia này, không nên quá lo lắng việc Omicron có thể lây lan ra cộng đồng, bởi các nghiên cứu bước đầu chỉ ra rằng đây là một chủng dù có khả năng lây lan nhanh nhưng triệu chứng lâm sàng nhẹ. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 ở Hà Nội cũng rất cao, nhiều người đã được tiêm bổ sung mũi 3. Cũng theo ông Phu, trong bối cảnh hiện tại, Hà Nội cần chú trọng xây dựng các biện pháp dự phòng trong trường hợp biến thể Omicron lây lan ra cộng đồng, khiến cho số ca bệnh tăng nhanh trong một thời gian ngắn. Thành phố cần có phương án tăng cường năng lực điều trị, đặc biệt là trong công tác quản lý, chăm sóc các F0 đang điều trị tại nhà. Ông Phu cho rằng, nếu F0 điều trị tại nhà vẫn đang gặp khó khăn khi liên hệ với cán bộ y tế, thì cần sớm tăng cường năng lực cho lực lượng giám sát, chăm sóc F0 điều trị tại nhà. Làm sao để có thể tiếp cận với người bệnh kịp thời để tư vấn, hướng dẫn cách theo dõi, điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, việc kịp thời phát hiện bệnh nhân chuyển độ để đưa đi nhập viện cũng cực kỳ quan trọng.